Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến top những môn phái mạnh ở trong giai đoạn cấp 89. Thôi nói mạnh không nó không nghe đã. Những môn phái cực mạnh ở trong giai đoạn cấp 89. Và cô sẽ đánh giá theo quan điểm cá nhân của mình với cái chiêu 80 của nó. Thì cái chiêu 80 sẽ đóng vai trò rất là dữ dội. Nó cũng giống như những cái giới hạn cấp trước, ví dụ như giới hạn cấp 60 đúng không? Có những cái chiêu như thế nào, giới hạn cấp 70 có những chiêu như thế nào, nó hỗ trợ cho môn phái của anh em ra sao. Thì những cái chiêu đó nó hỗ trợ cho anh em những cái sức mạnh về cái môn phái của mình. Nên là cua sẽ đề cử cho anh em có thể là một vài môn phái tuy là rất là mạnh trong thời gian điệu và giai đoạn hiện tại, nhưng mà nó không được nằm trong cái video này. Ví dụ vậy, nhưng nó không phải là môn phái yếu nha anh em. Nó chỉ không có vượt trội bằng những cái môn phái có cái kỹ năng ở cấp 80 nó ngon. Thì cô sẽ chia sẻ cho anh em, để cho những anh em nào mà đang ở giới hạn cấp 79 chuẩn bị mở cấp 80, muốn đổi gió, muốn đổi qua một môn phái nào đó chơi, thì anh em có thể tham khảo video này. Đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình, có thể đúng ý với một vài anh em và cũng có thể khác ý với một vài ông. Nên là anh em nào thấy hợp lý cứ có thể lấy cái thông tin này tham khảo, ai cảm thấy không hợp lý có thể bỏ qua. Như vậy đi cho đơn giản ha. Môn phái đầu tiên trong video ngày hôm nay đó chính là môn phái Võ Đan Khí. Rất là thành công khi mà ra mắt Võ Đan Khí trong cái con game Kiếm Thế Origin. Từ giai đoạn Alpha Test 1, Alpha Test 2, kể cả đến tận bây giờ, Võ Đan Khí luôn nằm top 1 trong những môn phái cực mạnh. Phải nói là như vậy luôn. Bộ chiêu của nó thiên về quần chiến rất là dữ dội nhờ vạn kiếm quy tông. Ở trong những cấp đầu tiên, vạn kiếm quy tông nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng càng về sau, bộ chiêu của môn phái Võ Đan Khí nó thiên về giúp cho Võ Đan Khí có được cái khả năng chống đỡ rất là tốt, và đặc biệt thiên hướng về cái việc bổ sung cho cái cách BK nhỏ lẻ. Anh em cũng biết là ở trong giai đoạn đầu thì Võ Đan Khí chỉ không có đủ điểm đúng không? Đa phần sẽ tăng full vạn kiếm quy tông. Sau đó vô giao tranh, nổ vạn kiếm quy tông, hết. Chơi hụt vạn kiếm quy tông, chết. Vậy thôi, đánh giao tranh nhỏ lẻ, cùi. Nhưng mà càng về sau, những cái bộ chiêu và những cái hỗ trợ cho Võ Đan Khí giúp cho Võ Đan Khí càng cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Giúp cho Võ Đan Khí bắt đầu có thêm cái lượng bổ sung, cái sự bổ sung về cái mặt giao tranh nhỏ lẻ nữa. Và cái chiêu 80 của Võ Đan Khí, Võ Đan Củ Dương Công, sẽ giúp cho Võ Đan tăng được tỷ lệ choáng. Như vậy nếu đi solo thì mình choáng người ta liên tục rồi. Ok không? Quá ok. Nội lực cơ bản của chúng ta tăng luôn. Là khi mà chúng ta sử dụng cái tội vọng vô ngã thì chúng ta có thể là chúng ta có nhiều nội lực, chúng ta chống đỡ được nhiều hơn, trâu hơn, đúng không? Chống đỡ ở đây có nghĩa là khi mà đối phương đánh vào anh em thì cái lượng nội lực này nó tiêu hao. Anh em có nhiều nội lực thì anh em đỡ bị sốc đam chết. Mình nói nó chống đỡ là như vậy. Đây là một cái rất là hay của môn phái Võ Đan. Nói đến Võ Đan là có tội vọng vô ngã đúng không? Rồi nhưng mà cái chiêu 80 này nó ngon ở chỗ đó chính là sát thương của Võ Đan nó được gia tăng khi mà nội lực của chúng ta nhiều thì đam của chúng ta sẽ rất là cao. Cụ thể là tăng sát thương bằng tỷ lệ nội lực hiện tại nhân 3%. Cái này là chưa tăng đó nha. Này tăng full chắc, mình nghĩ chắc cũng tầm khoảng 20-30%. Bởi vậy là cái con Võ Đan bây giờ lên 89 cấp mà tăng full thì đam của nó khủng khiếp luôn anh em. Rất là ghê, ghê vãi nồi luôn. Chưa kể nó sẽ có hút nội lực nữa. Khi mà người ta đánh vô nó sẽ mất nội lực. Xong rồi nó đánh vô người ta, nó hút nội lực lên. Đỡ không? Quá kinh khủng. Chưa kể có thần dương vô cực đỡ đam nữa, trời ơi. Võ Đan cực kỳ kinh khủng, đúng không? Tiếp theo đó chính là Võ Đan Kiếm. Võ Đan thì được ưu ái rất là nhiều. Nhất là nhắc đến Võ Đan Khí được ưu ái rất là nhiều. Tầm khoảng 79 cấp nhờ cái mật tịch chung thì Võ Đan Kiếm được lựa chọn. Nhờ cái khả năng né tránh cao, bỏ qua né tránh nhiều và hút sinh lực nội lực rất là tốt. Nên là Võ Đan Kiếm ở trong giai đoạn cấp 70 thì người ta lựa chọn và đẩy vô cái mật tịch chung này rất là nhiều. Khả năng bắt khống chế của Võ Đan Kiếm không có cao, nhưng mà khi mà đã dính khống chế thì rất là khó để thoát khỏi khống chế của Võ Đan Kiếm. Cái chiêu lưu tinh cản nguyệt này là một cái chiêu rất là khó chơi. Chúng ta có thể chơi học rất là nhiều,
Nhưng mà khi mà bắt được đối phương thì nó giữ đối phương ghê gớm lắm nhờ cái chiêu lưỡng nghi kiếm pháp. Và ở trong giai đoạn 80, Mơi Tung Huyễn Ảnh sẽ giúp cho môn phái võ đan kiếm nó có thể giao tranh tổng tốt hơn. Anh em cũng biết võ đan kiếm thường người ta sẽ đi giao tranh nhỏ lẻ, không đi giao tranh tổng, tại vì nó vừa vô bị người ta nắm sắp mặt rồi, đúng không? Nhưng mà ở trong cái giai đoạn 80 thì võ đan kiếm có chiêu Mơi Tung Huyễn Ảnh, nó có thể né hoàn toàn tấn công tầm xa, nó có thể hỗ trợ cho cái việc BK quần chiến rất là tốt cho môn phái võ đan kiếm. Xung quanh mỗi chúng ta có thêm phe địch thì nhân vật của chúng ta sẽ tăng thêm một phần thuộc tính. Thứ nhất là đam sẽ to, thứ hai là tỷ lệ né hoàn toàn tấn công tầm xa tăng luôn, duy trì 5 giây tối đa 3 lần. Giờ cứ tính sơ sơ thôi nha, giờ mình tăng cái này full cho nó tầm khoảng 10% hay là 20% đi ha. Tính sơ sơ cho 10% thôi, mà cứ 3 người đúng không thì chúng ta sẽ tăng được nhiều 30% đam, ngon cho bộ. Chưa kể cái này mà nếu tăng full, cô nghĩ là chắc 20%, né 20%, cũng ngon phết đấy, đúng không? Võ đan anh em cũng biết là cái né tránh của môn phái võ đan cao. Đó, thì bây giờ nó có thêm tỷ lệ né hoàn toàn tấn công tầm xa nữa. Quá tuyệt vời trong cái việc giao tranh tổng. Bởi vậy là trong cái giai đoạn 8X này, cả hệ nội công lẫn hệ ngoại công đều chơi võ đan rất là ok. Môn phái tiếp theo đó chính là đoàn thị chỉ. Đây là một môn phái solo rất là ngon. Và cái kỹ năng giúp cho cái môn phái này tồn tại trong giao tranh tốt đó chính là lăng bao bi bộ. Sẽ giúp cho đoàn thị chỉ nó có thể né tránh hoàn toàn tấn công nội ngoại công luôn. Nó vô giao tranh rất là ghê luôn anh em. Ngoài ra thì con đoàn thị chỉ này nó có được một cái chiêu sốc đam rất là tốt là huyền băng cụ kiếp. Đa phần anh em chơi đoàn thị chỉ, không phải, đa phần cô chơi đoàn thị chỉ cô sẽ tăng full cái chiêu này. Ai nói gì nói, tôi toàn tăng full chiêu này, sốc đam rất là ghê. Anh em mà chơi chí mạng sức thương chí mạng cao, trời ơi, mấy ông mà ghét ông nào là đấm ông đó chết luôn á anh em, giết tục quần luôn á, ghê lắm. Và ở trong cái chiêu của con đồng thị chỉ, thí nguyên quyết nó có thêm tăng khuếch đại sát thương, tăng thu nhỏ sát thương, được hóa giải miễn dịch các kiểu nữa. Đó, duy trì trong một thời gian, cái này nếu như mà mình tăng full thì nó 10 giây đúng không? 10 giây, mỗi 12 giây nó kích hoạt lên chúng ta được giảm sát thương. Chúng ta được tăng thêm sát thương sọc đàm ok. Và ở chiêu 80 cấp đòn thì chỉ của chúng ta sẽ tăng thêm khuếch đại sát thương nữa. Và khi mà chúng ta tấn công chính xác vào đối phương, chúng ta sẽ được rút ngắn thời gian chờ của chiêu huyền băng cụ kiếp. Vậy khả năng chúng ta chơi chiêu này rất là nhanh. Chiêu này bình thường 20 giây mà bây giờ cái này mình tăng full một cái nữa, chúng ta đánh vài cái thì chúng ta chơi chiêu cuối sọc đàm ok phải luôn, đúng không? Nên là cái con đòn thì chỉ cô xếp hàng thứ 3 trong video ngày hôm nay. Con này thực sự luôn, một cái môn phái mà cô thấy là anh em nếu mà tăng full cái lăng ba bi bộ đúng không, anh em sử dụng tốt cái chiêu này, anh em tăng full đam cho cô, khỏi cần tăng thủ luôn. Sau này bắt đầu đam của chúng ta quá ok, chúng ta mới bắt đầu tăng thủ, để khi mà chúng ta gặp cái tình trạng mà búp không kịp cái này thì chúng ta có được một mớ cái giảm. Tại vì cái con đòn thị chỉ nó có cái này nè, thu nhỏ sát thương rồi nè, đúng không, giảm sát thương nhận vào rất là nhiều. Đó, bây giờ là chúng ta có thêm lăng bao bị bộ búp lên, chúng ta chơi full đam đánh sướng đã lắm, cực kỳ đã luôn anh em, sướng lắm. Nhưng mà chắc chắn rồi, các môn phái muốn châu anh em cũng phải build thiệu thủ thêm. Nhưng mà cái thằng đòn thị chỉ này là một môn phái thiên về đam và có chiêu hỗ trợ, cái chiêu chủ động nó giúp cho chúng ta thiên về thủ rất là tốt, nên là anh em đỡ cái phần mà build thủ. Nên là cô nói build full đam là như vậy. Đòn thị chỉ trong giai đoạn 8X rất là mạnh đúng không nha. Hiện tại thì cô có mở dịch vụ cấm chen 24/24. Gói dịch vụ gồm có hai gói, đó chính là một là chen 24/24 và vừa chen 24/24 và vừa làm full hoạt động. Anh em nào mà không có thời gian cấm chen hoặc là bị dở găng anh em có thể nhắn tin vào Zalo cho cô tìm hiểu cái dịch vụ của cô. Khi mà vào dịch vụ cấm chen của cô sẽ build ạc cơ bản cho anh em và chia sẻ cách chơi, cách lên đồ để cho cái ạc của anh em nó khỏe hơn. Và những anh em nào mà muốn build ạc mà không vào dịch vụ cấm chen của mình thì anh em tích tầm khoảng 8k vàng với là 4k kim long và mình sẽ lấy phí đối với những anh em đó. Thì cái phí như thế nào thì anh em có thể liên hệ vô Zalo cho mình để chúng ta trao đổi nha. Zalo xin của cô 0946 496 490. Tiếp theo đó chính là môn phái Cung Long Đao. Đây là một môn phái có khả năng khống chế sốc đam rất là ghê, thật sự là như vậy. Cái chiêu hồi phong phước liễu nó khống chế ghê quá anh em ơi, khống chế cực kỳ kinh khủng luôn. Và trong video ngày hôm nay tại sao cô nói Cung Long Đao, đây là một môn phái có khả năng khống chế rất là ghê, không chỉ cứng rất là ghê.
Rồi nó có một cái chiêu sẽ giúp cho bản thân Cung Long Đao nó có được một cái hóa giải sát thương, giúp cho Cung Long Đao nó trâu hơn. Rồi mật tịch của nó là một cái cấp cứu cực kỳ ghê, sẽ có được cái lượng nghi chân khí thu nhỏ sát thương là 200%, rất là trâu bò, và nó đẩy đối phương ra cấp cứu cho Cung Long Đao rất là ngon, đúng không? Một trong những môn phái rất là đáng chơi trong giai đoạn từ 70. Nói chung là cái con Cung Long Đao này nó mạnh từ khi mà ra game này luôn rồi. Bắt đầu 70 thì nó có thêm mật tịch chung, nó trâu hơn. Và ở giai đoạn 80, vô nhân vô ngã, cái chiêu này sẽ giúp cho Cung Long Đao có được bảo quan để tránh và có thời gian trốn. Anh em cũng biết là cái khả năng khống chế của cái chiêu số 4 này, nó kéo đối phương vô, làm cho đối phương rất là khó để di chuyển ra ngoài. Và bây giờ Cung Long là một môn phái tính theo choáng nữa, đúng không? Nó tăng thêm cái thời gian trốn nữa, đối phương khó có thể nào mà thoát khỏi khống chế của Cung Long Đao. Và anh em cũng biết là bảo quan né tránh là một thuộc tính ngon nhất trong tất cả các thuộc tính thiên về công. Nên là Cung Long Đao nó có bảo quan né tránh nhiều thì nó đánh vô đối phương rất là dễ. Vì vậy là khống chế đối phương tốt hơn, gây đam ok hơn. Vì vậy là nhờ cái chiêu 80 này thì thật sự Cung Long Đao bắt đầu tiếp tục mạnh hơn nữa. Anh em cũng biết là cái chiêu 60 của nó có bảo quan né tránh rồi, đúng không? Rồi, mật tịch của nó, bảo kê nó rất là ghê, tăng đam cho nó, đúng không? Và chúng ta có thêm cái chiêu 80 bảo quan né tránh nữa. Rồi, cái bảo quan né tránh này cho đồng đội nữa. Quá ngon luôn anh em. Môn phái tiếp theo là Thuyên Kiếm. Đây là một môn phái rất là mạnh. Và nếu như mà Vina Game fit đúng cái này, cái chiêu số 4 nè, Phi Tự Phiêu Hoa. Cái chiêu này mà Vina Game fit lại là đúng thật sự là tỷ lệ gây định thân á, chứ không phải là làm chậm. Cái chiêu này thực tế nó là làm chậm, nhưng mà Vinagame ghi là định thân. Nếu như mà sửa cái chiêu này là định thân thì đây là một môn phái chơi cực kỳ ngon, khống chế định thân rất là ghê. Và khi mà đối phương bị khống chế một cái chơi vũ đả liêu hoa là hầu như anh em bay màu, rất là mạnh luôn. Cái chiêu này mạnh cực kỳ, đòi hỏi anh em phải build chí mạng, sức thương chí mạng nhiều nha. Và ở giai đoạn 80 thì môn phái Thuy Hiền Kiếm của chúng ta có thêm một cái chiêu Băng Tâm Ngọc Lăng. Nó sẽ giúp cho Thúy Yên cứ mỗi 15 giây tự động thi triển xung quanh môn phái Thúy Yên, nhân vật của chúng ta. Khi mà chúng ta bị tấn công, đúng không? Sẽ có tỷ lệ phản kích lại. Và cái phản kích này giống như là một cái kiểu mà người ta đánh vô chúng ta sẽ có được một cái lượng tự động mình quýnh vô đối phương. Người ta tấn công vô chúng ta sẽ quýnh vô đối phương. Nói chung là vậy. Anh em không cần làm gì cả, cái chiêu này tự động búp mà quýnh vô đối phương. Nó sẽ dựa vào cái sát thương cơ bản và thủy nội công của bản thân con Thiên Kiếm nó, chứ không phải là phản đòn tầm xa hay cận chiến gì cả. Nhiều anh em bị lầm lẫn vào cái con Thúy Yên ở bên cái phiên bản PC đó. Nhưng mà cái này là cái chiêu của nó sẽ chơi chiêu ra, thấy không? Gây đam bằng cái chiêu này, số lượng sát thương là bao nhiêu đây, chứ không phải là phản đòn. Phản đòn nó sẽ phụ thuộc vào cái số đam của nhân vật của chúng ta gây vào một người nào đó. Và cái số đam của chúng ta khi mà gặp một cái người đó có cái phản đòn cao thì cái số đam của chúng ta sẽ nhận vào dựa vào cái số đam của chúng ta gây vào cái người đó. Cái đó là phản đòn. Còn cái này là sát thương trực tiếp của cái chiêu này luôn, nó không phải là phản đòn. Anh em lưu ý nha. Này nó ghi phản kích vậy thôi, đó, nó tự động chơi. Nếu giống như là kiểu ngũ độc có sâu vô hình đó, anh em nào mà biết sâu vô hình cũng vậy, thấy không? Sâu vô hình ở trong những cái tựa game ví dụ như là Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile vậy, đánh vô là có bị phản độc lại, bị phản độc lại. Và cái độc đó là độc ghi đam, kiểu kiểu vậy mà nói cho anh em dễ hiểu. Thực tế là cái chiêu này nó không phải là phản đam gì cả. Chúng ta đánh vô cái con Thúy Yên này, thì con Thúy Yên này nó có thể lúc mà trong trạng thái búp lên thì anh em đánh trúng nó sẽ bị dính đam, là bởi cái chiêu này nó dính đam, nó gây ra đam, chứ không phải là do phản đòn gì cả, nhớ nha. Và cái môn phái cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là môn phái Thiếu Lâm. Và Thiếu Lâm Côn, Thiếu Lâm Đao đều có mặt ở trong đây luôn. Ở con Thiếu Lâm Đao thì nó sẽ giúp cho môn phái Thiếu Lâm của chúng ta có được một cái lượng tấn công rất là lớn. Chúng ta tăng cái chiêu 80 này, chúng ta sẽ có tấn công. Và khi mà chúng ta bị trúng đòn, khi bị trúng đòn có chắc chắn luôn, chúng ta sẽ tăng đam, chúng ta sẽ tăng chí mạng, sát thương chí mạng rất là dữ dội. Và chưa kể chúng ta sẽ được một cái trạng thái hóa giải sát thương. Anh em cũng biết là Thiếu Lâm Đao thường người ta không tăng phản đòn, tại có đủ điểm đâu tăng, đúng không? Mà phản đòn hiện tại là nó cũng không có quá tác dụng tốt, không có tác dụng luôn á.
Đó, nên là đa phần anh em sẽ chơi full đạo, sẽ chơi full quy thiền đạo, rồi chơi thiên trúc đạo tuyệt đao đúng không? Rồi sau đó là dư điểm anh em sẽ tăng vô cái chiêu số 2. Và cái chiêu số 2 này sẽ giúp cho chúng ta tăng được cái thu nhỏ sát thương bản thân của chúng ta rất là trâu. Nhưng mà cái chiêu 80 đó, khi mà nó kích hoạt lên thì bản thân của chúng ta lại được hóa giải sát thương nữa, nên là giúp cho môn phái Thiếu Lâm Đạo nó trâu hơn nữa và nó có được một cái lượng đam rất là tốt. Rồi có trâu có đam nữa, trời ơi, quá tuyệt vời luôn đó anh em. Nên là đó là những gì mà cô muốn chia sẻ với anh em về các môn phái, về kỹ năng 80 của nó hỗ trợ cho môn phái đó, làm cho môn phái đó có được một cái sự đột phá hơn trong cái giai đoạn 80. Cái điều mong muốn của mình đó chính là cho những anh em khác họ biết là ở trong giai đoạn 80, những cái môn phái mà cô chia sẻ cho anh em là có những cái chiêu giúp cho những môn phái đó có được một cái sự vượt trội, chứ không phải là những cái môn phái này mạnh, những môn phái còn lại yếu, không có nha anh em. Để cho anh em có được cái thông tin tham khảo khi mà anh em muốn chuyển qua một phái trong giai đoạn 80, những cái môn phái này có những cái chiêu như vậy đó, thì mình có được cái thông tin mình chuyển qua cho mình trải nghiệm cho nó ok. Và nếu như mà anh em nào có ý kiến khác, anh em có thể comment phía bên dưới một cách lịch sự, chúng ta cùng thảo luận. Chứ đừng có comment chửi bới đồ này nọ cái kiểu, hay là làm cho người khác ảnh hưởng thấy ghét. Cầm cuộc khóa mỏm lại nữa. Khóa mỏm là có nghĩa là ông nào mà vi phạm thì chỉ coi được video của mình thôi. Nghe mình chửi đồ này nọ, mấy ông chat vô mấy ông sẽ không thấy được đâu. Mấy ông không được chat đâu. Nên là anh em chú ý lúc này nha. Để mà quan trọng nhất đó chính là cô muốn cho những anh em khác họ có được cái thông tin để họ tham khảo, họ chuyển phái khi mà ra một cái giai hạn cấp mới 80. Và nếu thích video này, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.